Trần Tinh, đây gọi là khí đáo quyền đáo. Con làm cái gì thế? Cha, khó lắm, lại khó coi nữa. Sao cứ phải luyện vậy? Tại sao phải luyện ư? Vì ta. Cha con là truyền nhân đời thứ năm của Trần Gia Quyền. Con là con độc đinh của ta. Ta phải truyền võ công cho con. Đấy, hiểu chưa? Hiểu ạ. Ta sẽ làm lại cho con xem. Lại đây. Nghiêm túc đi. Nhìn này. Đánh đi. Đánh đi. Đánh đi. Đánh đi. Lý Tiểu Long. Đánh đi, Lý Tiểu Long. Mau đánh đi. Đánh đi, Lý Tiểu Long. Hay quá. Hay quá. Bộ phim Triệt Quyền Đạo. Cổ tay cánh tay với lưng phải phát lực cùng lúc, biết chưa? Ta đã nói mấy lần rồi, đứng cho vững, chân và lưng hợp lại, dồn sức vào. Xin lỗi mau. Được rồi đấy. Biến đi. Dừng tay. Không phải việc của mày. Biến đi. Thả em ấy ra. Biến đi. Đồ đạn Trung Quốc. Thế thứ nhất của Kim Long Quyền. Rồng lớn vẫy đuôi. Cô bé ấy là Tiểu Phương, Bị Tâm. Từ khi tôi cứu cô ấy, chúng tôi đã thành bạn thân. Đồ tiểu tử vô dụng. Ta bảo con luyện quyền của Trần gia, con không chịu luyện. Suốt ngày tập triệt quyền đạo gì gì đó. Con muốn làm cho cha tức chết à? Cha. Trần gia quyền vừa cổ hủ vừa vô dụng. Triệt quyền đạo mới là võ công thực sự. Con nói gì? Con có biết mình đang nói gì không? Được. Con đã nói triệt quyền đạo lợi hại. Hôm nay ta muốn xem triệt quyền đạo là thế nào. Con chỉ giáo ta xem nào. Con ra đây. Ra đây nào. Thế nào? Dương thế của triệt quyền đạo cho ta xem nào. Động tác linh hoạt đấy. Dù động tác linh hoạt nhưng đứng không vững nên trọng tâm không ổn định. Lại đi nào.
tấn công nhanh, phòng thủ chặt, khoảng trống của con nhiều quá. Cắn ta ư? Bỏ ra, bỏ tay ra. Trần Tinh, con ghi nhớ cho ta những lời ta dặn con hãy suy nghĩ kỹ đi. Luyện Trần Gia Quyền hay không, con tự quyết định. Hôm nay đến đây thôi. Triệt Quyền Đạo, đường đường là truyền nhân đời thứ 5 của Trần Gia Quyền mà lại thua 2 chiêu của nó. Nhanh thật đấy. Tiểu Phương, tớ đã nói rồi, Lý Tiểu Long tớ ghét nhất là bị người khác vỗ vai từ sau lưng. Lần sau nhớ đấy nhá. Đừng nhắc cha tớ nữa. Thi võ Triệt Quyền Đạo. Tiểu Phương, nhìn này, thi võ Triệt Quyền Đạo. Triệt Quyền Đạo. Lý Tiểu Long. Cha, đừng mà. Cha làm gì vậy? Dừng lại đi. Cha quá đáng rồi đấy. Sao lại đốt sách của con? Ta quá đáng à? Con thì không quá đáng sao? Con không chịu nghe lời ta. Dạy Trần Gia Quyền con cũng không chịu luyện. Con nói ta quá đáng à? Sách của con. Còn dám nhặt à? Sách của con, tao đánh chết mày. Đồ tiểu tử thối, dám cãi lời tao này. Được lắm. Không tránh chứ gì? Không tránh đòn này. Đứng yên đấy cho tao. Xem tao dạy dỗ mày đây. Ai bảo mày học Triệt Quyền Đạo? Ai bảo mày học Triệt Quyền Đạo? Đồ không biết nghe lời. Ta đánh. Cha, cha đánh đi. Cha đánh chết con vẫn sẽ luyện Triệt Quyền Đạo. Tức chết mất thôi. Triệt Quyền Đạo của Lý Tiểu Long dựa trên động tác của Vịnh Xuân Quyền, kết hợp hài hòa Vịnh Xuân với Thái Cực Quyền, Nhu Đạo, Karate và hơn 20 loại võ khác, là loại võ công lợi hại nhất thiên hạ. Tôi đã xem một đoạn băng Lý Tiểu Long tỉ thí với một cao thủ Karate trong cuộc thi võ thuật lớn nhất thế giới. Cậu có biết Lý Tiểu Long mất bao nhiêu thời gian để đánh bại đối thủ không? 10 giây. Chỉ mất đúng 10 giây thôi. Trần Gia Quyền căn bản không thể đạt được tốc độ và sức mạnh đó. Vì thế, tớ xin thề, tớ nhất định sẽ luyện thành Triệt Quyền Đạo, giống như Lý Tiểu Long là một đại võ sư đích thực. Nhưng cha tớ thì... Tiểu Phương, tất cả cao thủ Triệt Quyền Đạo đều sẽ tham gia cuộc thi lần này. Tớ thực sự rất muốn đi xem thế nào là Triệt Quyền Đạo thực sự. Tiểu Phương, tớ nên làm thế nào? Như vậy nghĩa là cậu ủng hộ tớ. Trần Tinh, mau lại đây. Cha sao vậy? Đừng hỏi nhiều. Mau đến bệnh viện đã. Tránh đường. Tránh đường nào? Tránh ra mau. Làm sao thế? Mau tránh ra.
Mau tránh ra. Cha, cha cố gắng lên. Bác sĩ, cha cháu thế nào ạ? Bị đau tim, do tức quá đấy mà. Nhưng cứ yên tâm, uống thuốc là đỡ thôi. Cảm ơn bác sĩ, không có gì. Thế nào rồi? Chú ba. Chú ba, sao cha cháu lại thành ra như vậy? Còn không phải vì cháu muốn đi thi võ thuật sao? Sao cha cháu biết được? Cha cháu thấy tờ rơi cháu cầm về đấy. Tờ rơi ư? Cha. Ba. Cha. Ba. Cha uống thuốc đi. Ba. Cha. Uống thuốc nào. Ba. Cha. Cha không uống thuốc thì sao khỏi bệnh được? Trần Tinh, con lớn rồi nhưng lại không muốn làm gì cả, lúc nào cũng do dự. Con chỉ biết đến luyện võ. Vậy con lo mà luyện Trần Gia Quyền cho tử tế đi, làm rạng danh dòng họ đi. Nhưng con lại chỉ thích luyện Triệt Quyền Đạo. Con cứ như vậy thì làm sao nuôi cả nhà được, làm sao mà có kế sinh nhai đây. Cha. Cha. Con biết con làm cha thất vọng, nhưng con mong cha hiểu cho con. Đây là ước mơ của con. Con học Triệt Quyền Đạo bao năm nay, thực sự rất muốn tham gia cuộc thi này, để xem công phu của con đã đạt đến mức nào. Con nhất định phải đi. Cha, con xin lỗi cha. Cha, con đi đây. Nhanh lên, sai giúp tôi với. Đây, đây này. Nhanh lên. Tiểu Phương, tớ không cầm tiền của cậu đâu. Tiểu Phương, tớ không cầm đâu. Thịt tươi ngon đây. Cha. Cha. Không sao chứ? Hắn chính là Kim Lợi Xuyên. Lên.
Thiếu gia, những kẻ đó không phải đối thủ của con. Tiểu Xuyên, con đừng có tùy hứng như thế. Mẹ, con xin mẹ đấy. Mẹ ngấm ngầm tình người gây chiến với con là vì muốn con không tham gia thi nữa. Con là người có máu thịt, có suy nghĩ. Con không phải quân cờ của mẹ. Mẹ tha cho con có được không? Việc này con sẽ tự quyết định. Tiểu Xuyên, mẹ biết con thích Lý Tiểu Long. Mẹ cũng biết triệt quyển đạo là lẽ sống của con. Nhưng cuộc thi này tàn khốc lắm. Mẹ chỉ sợ con bị thương thôi. Con không muốn nghe đâu. Con sẽ giành chiến thắng cuộc thi triệt quyển đạo bằng chính khả năng của con. Bắt đầu từ hôm nay, con sẽ làm chủ cuộc đời con. Tiểu Xuyên, thằng nhóc này, đến nơi rồi. Cẩn thận đấy. Để anh đợi lâu rồi. Nhớ kiểm tra hành lý. Đưa cái túi cho tôi. Nào nào, chậm chậm thôi. Đến rồi à? Đưa tôi xách cho nào. Cô ơi, đăng ký cuộc thi triệt quyền đạo ở đâu? Không biết. Không nhiệm vụ miễn vào, cẩn thận chó giữ. Tiền đâu rồi? Nhóc kia, đừng chạy. Đứng lại. Đừng chạy. Đứng lại. Trả tiền đây. Mau trả tiền đây. Tiền của tôi đâu? Anh làm gì thế? Nó lấy tiền của tôi. Cái gì? Sao cô bé này lại lấy tiền của anh được? Không tin thì cô tìm đi. Ngoan nào, đừng khóc nữa. Lấy tiền của anh sao? Nói vớ vẩn. Trên người nó làm gì có đồng nào? Người lớn như anh lại đi bắt nạt trẻ con, không xấu hổ à? Cô là đồng phạm, trả tiền cho tôi mau. Tôi cảnh cáo anh, đừng có lại gần đây. Anh dám lại gần tôi đánh anh đấy. Đi nào, chị dẫn em đi tìm mẹ nhé. Này, không được đi. Nó không lấy, chẳng nhẽ tiền tự bay à? Xếp hàng đi, cậu làm gì thế? Tôi đến tham dự cuộc thi. Tham dự cuộc thi á, đăng ký chưa? Chưa ạ. 300 tệ và xếp hàng đi. Đi đi, mọi người xếp hàng đi. Đến lượt cậu. Xếp hàng tử tế, tiến lên đi. Nhanh lên, tiến lên đi. Theo hàng đấy, đừng làm loạn. Nhanh lên nào. Cậu, vào hàng đi. Nói cậu đấy, đứng ngay ngắn đi. May mà mình còn ít tiền giấu ở đây. Xếp hàng đi, có nghe thấy không? Cảm ơn cô. Đằng sau tiến lên đi. Dễ thôi. Chuyện tài trợ quảng cáo, anh cứ yên tâm. Tôi nói lời giữ lời, đảm bảo đúng theo thỏa thuận của chúng ta. Làm gì có chuyện tư lợi trái pháp luật chứ. Tôi tổ chức cuộc thi này hoàn toàn vì hoạt động thể thao, không hề quan tâm lợi nhuận. Anh đừng suy xét nữa. Còn bao nhiêu tiền đều đóng phí đăng ký rồi. Những ngày tới sống thế nào đây? Nhưng dù thế nào cũng phải thi xong mới về nhà. Thank you.
Ai cho mày học triệt quyền đạo? Ai cho mày học? Dậy đi, mau dậy đi, nhanh lên, mau lên. Lại là anh à? Đồ nhà quê. Anh đến cửa tiệm của tôi làm gì? Muốn ăn trộm à? Không phải. Tối qua tôi không biết đi đâu nên ngồi đây nghỉ một lát. Anh dám giở trò gì? Tôi đánh chết anh đấy. Không, không dám đâu. Không dám. Anh còn đứng đó làm gì? Mau đi đi. Tôi đi. Này, anh ăn gì chưa? Chưa. Vào đi, tôi mời. Để tôi dọn đi cho. Cô không ăn à? Nhìn anh ăn là no rồi. No chưa? No rồi, no rồi. Cảm ơn cô. Anh lặn lội đường xá xa xôi tới đây là để tham gia cuộc thi gì gì đó à? Đúng vậy. Đồ nhà quê. Thế giờ anh định thế nào đây? Đợi giấy thông báo. Bảo anh đợi là anh đợi sao? Anh cả tin thế. Mặc dù tôi không được học nhiều, nhưng tôi nghĩ họ không lừa tôi đâu. Hơn nữa tôi nghe nói người nhà của Lý Tiểu Long cũng tham dự cuộc thi này. Phải nói với anh thế nào đây? Đợi tối nay tôi đến chỗ công ty đó tìm được chứng cứ. Anh sẽ không nghĩ như vậy đâu. Chứng cứ gì? Nói anh cũng không hiểu, hiểu cũng không nghe, nghe thì cũng không làm, có làm cũng không tốt đâu. Coi như tôi đen đủi. Ăn đi. Tôi no rồi. Tình hình của chúng ta càng ngày càng rắc rối rồi. Vấn đề bây giờ là chi phí quảng cáo vẫn chưa được chuyển. Chi phí tổ chức thi sẽ rất nặng. Chủ nhiệm Trương, anh đặt vé máy bay hôm nào? Ngày kia. Vậy thế này, trước chiều ngày mai hãy chuyển toàn bộ tiền đăng ký của thí sinh vào tài khoản của tôi. Đợi cuộc thi bắt đầu rồi, tôi sẽ trả lại khoản tiền anh đáng được hưởng. Tôi... Chủ nhiệm Trương, tôi sẽ không bạc đãi anh đâu. Anh nên nhớ, chuyện tiền phí đăng ký chỉ có hai chúng ta biết. Không ai được biết chuyện này. Chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi. Ai đấy? Đúng lại. Bắt lấy cô ta, đừng để chạy thoát. Ai đấy? Đứng lại mau. Đứng lại. Nhanh lên, xuống dưới kia. Đằng này, nhanh lên. Đứng lại. Mau đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đằng kia kìa. Đứng lại. Mau đuổi theo. Đứng lại. Không được chạy. Đứng lại mau. Bắt lấy. Thả tôi ra. Mau thả tôi ra. Thả ra. Không phải việc của cậu. Mau đi đi. Cậu nghe thấy không? Mau đi đi. Thả tôi ra. Mau thả tôi ra. Anh chạy đi đâu vậy? Tôi có đi đâu đâu. Sao mãi chú mới đến cứu tôi? Cô ơi, cô đừng gọi tôi là chú được không? Tôi tên Trần Tinh. Được rồi, tôi không cần biết anh là Trần Tinh hay là Tinh Tinh. Đồ của tôi đâu rồi? Cô ơi, cô tìm gì thế? MP3 của tôi đâu? MP3 là cái gì? Thôi đi, anh không biết đâu. Cô ơi, để tôi tìm giúp cô nhé. Anh tránh ra đi. MP3 của tôi xin lỗi. Phải làm sao đây? Trong này toàn là chứng cứ đấy, tại anh cả đấy. Tôi xin lỗi. Chứng cứ gì cơ? Im đi. Anh hỏi nhiều thế. Nói cho anh biết,
Đây là cuộc thi hữu danh vô thực, hoàn toàn mang tính thương mại, chắc chắn không công bằng chính trực gì đâu. Tôi chân thành khuyên anh, ngày mai ngay khi trời sáng, lo mà thu dọn đồ đạc về quê đi. Thành phố này nhiều cạm bẫy lắm. Gì cơ? Im ngay. Nói cho anh biết, đừng bảo tôi không cảnh báo anh. Cạm bẫy gì chứ? Mình có làm gì xấu đâu, sao phải sợ chứ? Mình làm gì sai chứ? Xui xẻo thế này. An Nhiên, thật sự cảm ơn cô đã cho tôi ở đây làm việc. Anh không chịu về quê, chẳng nhẽ để anh ở đây ăn không ngồi rồi sao? Không vừa lòng à? Không đâu, tôi thấy cảm động lắm. Này, sao anh cứ mặc bộ đồ kỳ quặc này vậy? Tôi thích Lý Tiểu Long, tôi thích mặc giống anh ấy. Anh không thấy anh không phù hợp với xã hội này sao? Tôi không thấy thế. Trần Tinh, nhà anh mở võ quán thật à? Đúng thế. Sao anh không yên phận mà làm quán trưởng hay võ sư đi? Chẳng ai muốn học Trần Gia Quyền nhà chúng tôi nữa. Vừa lỗi thời vừa lạc hậu, không giống Triệt Quyền Đạo của Lý Tiểu Long. Vừa nhanh vừa mạnh, là loại võ công lợi hại nhất trong giới võ thuật ngày nay. Chính anh còn không coi trọng võ công của nhà anh, chẳng trách phải đóng cửa. Sao thê lương thế này, thả hồ mà quay đi. Nhất định phải quay được vẻ thê lương hoang vắng đổ nát này của Trần gia võ quán. Trần sư phụ đấy. Trần sư phụ. Lại là anh à? Có việc gì không? Lâu lắm rồi không gặp. Đến xem ông chết chưa? Chẳng có một ai cả. Ông không phải dạy võ nữa nhá. Đồ đệ của ông đi đâu cả rồi? Nghỉ học rồi à? Chẳng còn lấy một đồ đệ nào cả. Con trai ông đâu? Nghe nói cậu ấy cũng chẳng coi Trần gia quyền của ông ra gì, tự đi học võ công gì Triệt Quyền Đạo. Đến đông nỗi này rồi, ông làm mất mặt tổ tông nhà họ Trần cũng chẳng sao, nhưng ông không nên làm mất mặt tất cả những người trong võ lâm chúng tôi. Các đồ đệ, không phải các con hỏi chân ta sao lại thế này sao? Nói cho mà nghe, là do năm đó bị Trần sư phụ đánh đấy. Năm đó ông ấy lợi hại lắm, nhưng giờ ta lại sống rất tốt. Còn ông thì sao? Đương nhiên tôi không hỏi võ quán của ông, đến một đồ đệ cũng chẳng có. Tôi hỏi võ công của ông cơ. Đừng bảo tôi xấu tính nhé. Hôm nay tôi đưa đồ đệ của võ quán Hoàng Nhất Phiên đến học võ công của ông. Nhưng đừng đi, chúng luôn bảo ông già rồi, động tác cũng chậm rồi, Trần gia quyền hết hy vọng rồi. Gãy rồi, gãy rồi. Trần gia quyền có hy vọng, có hy vọng mà. Trần sư phụ, mau đỡ ta dậy, đỡ ta dậy. Sư phụ, quay ta làm gì? Sư phụ không sao chứ? Các ngươi là một lũ vô dụng, dây của ta. Không biết thằng nhóc Trần Tinh bây giờ thế nào rồi. Suốt ngày ăn mặc giống thần tượng, lý tưởng của anh có thế thôi sao? Anh thích thế này thật à? Tôi không chỉ thích phong cách của Lý Tiểu Long, tôi còn thích tư tưởng của anh ấy hơn. Đáng tiếc là quá sâu xa, tôi không hiểu hết được. Cầm đi. Nhưng tôi rất ngưỡng mộ tinh thần của anh ấy. Năm đó anh ấy một thân một mình đến Mỹ, không một xu dính túi, cũng chẳng được ai để ý. Nhưng anh ấy đã nỗ lực có được sự công nhận ở Mỹ. Sau đó anh ấy chọn điện ảnh, không phải vì muốn làm minh tinh, mà là để quảng bá võ thuật Trung Quốc. Sao anh dám khẳng định là anh ấy dùng võ thuật Trung Quốc? Anh ấy là người Trung Quốc, không dùng võ Trung Quốc thì dùng gì? Anh ấy lấy quốc tịch Mỹ mà. Rốt cuộc cô muốn nói gì? Tôi chỉ đang nghĩ, những kẻ không đầu óc như anh sùng bái thần tượng đến độ chả còn bản sắc của riêng mình nữa rồi. Anh thấy có đáng không? Tôi khuyên anh nên tỉnh táo lại đi.
Trần Tinh, Trần Tinh, sao anh không đợi tôi? Để tôi làm cho. Cẩn thận đấy. Để tôi làm cho. Không được rồi. An Nhiên, nhà hàng này là của cô thật à? Mẹ tôi mở đấy. Sao tôi chưa bao giờ gặp mẹ cô? Bà ấy không ở đây. Mất rồi sao? Chạy rồi. Tôi xin lỗi. Thế còn cha cô? Không ở đây nữa. Tại sao lại... Sao anh hỏi nhiều thế? Anh không thấy phiền à? Làm việc chăm chỉ đi. Rượu này đắt lắm đấy. Đừng có làm vỡ. Đắt lắm đấy. Không có ai à? Đi đâu hết rồi? Chú ơi, chúng tôi chưa mở cửa. Tôi không đến ăn cơm, tôi đến lấy đồ. Chú là ai chứ? Cậu mới đến à? Tôi là cha của An Nhiên. Không đúng. An Nhiên nói cha cô ấy không ở đây nữa. Bảo là mất lâu rồi. Sức của chú là ai? Còn nhà đầu này, sao lại nói như thế chứ? Để tôi vào hỏi nó. Chú không được vào. Để ông ấy vào đi. Nghe thấy chưa nhóc? Con gái tôi gọi tôi đấy. Đúng là có mắt như mù. Mau đi làm việc đi. Con gái, sao lại nói cha mất rồi vậy? Đi bao lâu không về? Trong lòng cha còn có cái nhà này không? Giờ lấy đồ xong lại đi đấy. Ta sẽ về ngay thôi. Nhà này là khách sạn hay quán trọ sao? Sẽ về ngay thôi. Cha, sẽ về ngay thôi. Cậu nhóc, làm việc chăm chỉ nhé. Kiểu tóc được đấy. Cha, quay lại đây. Cha đi rồi thì đừng quay về nữa. Hay ho gì chứ? Suốt ngày ôm cái guitar ghẻ hát hò. Nhìn gì mà nhìn? Làm việc đi. Suốt ngày đội mới tóc giả, tưởng mình là Elvis Presley chắc. An Nhiên, cha cô hay thật đấy. Quá hay luôn. Hôm nay là sinh nhật Elvis Presley. Năm nào ông ấy cũng đến đây. Vì ông ấy như vậy, mẹ tôi mới bỏ đi. Vì Elvis Presley sao? Của cha mẹ tôi còn trẻ đều hâm mộ Elvis Presley. Mẹ tôi thích nghe cha tôi hát nên họ mới đến với nhau. Như vậy rất tốt mà. Cùng chung sở thích, giống Lý Tiểu Long và Linda. Tốt chỗ nào chứ? Có những việc khi còn trẻ thì thấy lãng mạn, nhưng ngày này qua ngày khác đều như vậy thì nó biến thành ác mộng của cả gia đình. Nhưng cha tôi không hề nhận ra. Mẹ tôi luôn cố gắng chăm lo cho gia đình. Nhưng cha tôi luôn không muốn từ bỏ ước mơ của mình. Cho đến cái ngày mẹ tôi không chịu nổi nữa nên đã rời bỏ chúng tôi. Bởi vì cha tôi luôn hận những kẻ lúc nào cũng ra vẻ giống thần tượng của mình. Thế nên cô mới ghét việc tôi ăn mặc giống Lý Tiểu Long. Giờ thì tôi hiểu rồi. Trần Tinh, chẳng nhẽ anh cũng giống cha tôi, muốn làm cái bóng của người khác sao?
chào mừng mọi người đến tham dự kỷ niệm sinh nhật Elvis Presley ngày hôm nay. Mọi người có vui không? Vui lắm. Muốn nghe một bài khác không? Muốn. Được rồi. Bài hát tiếp theo xin tặng người vợ đã rời bỏ tôi. Chúc cô ấy mãi mãi hạnh phúc, khỏe mạnh. Ngoài ra, tôi muốn tặng con gái tôi. Dù nó không hiểu cho tôi, nhưng tôi mãi mãi yêu thương nó. Bài hát Love Me Tender. Xin cảm ơn. Love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true. An Nhiên, tôi nhận thấy cha cô rất yêu mẹ con cô đấy. Cô cũng rất yêu họ. Mong gia đình cô sẽ sớm được đoàn tụ. Anh mới tài trợ mấy trăm nghìn tệ đã không tin tôi. Anh keo kiệt thật đấy. Được rồi, anh yên tâm. Sắp khai mạc cuộc thi rồi. Được, chúng ta gặp nhau chỗ cũ nhé. Được. Chủ tịch Dương, hãng hàng không gửi vé máy bay đến. Họ nói là ông đặt vé. Đúng vậy. Ngày mai tôi phải đi có việc rồi. Sẽ về ngay thôi. Để tôi giúp ông xếp hành lý. Không, cô cứ làm việc đi, tôi tự làm được. Các người muốn làm gì? Ông Dương, Kim phu nhân của chúng tôi muốn gặp ông. Tôi rất hứng thú với cuộc thi của các ông. Nhưng tôi nghe nói hội đồng thi gặp khó khăn về tiền quỹ. Tôi có thể giúp ông. Nhưng Kim Lợi Xuyên nhất định phải thắng cuộc thi này. Tiền không thành vấn đề. Có một lời của Kim phu nhân thì dễ rồi. Bà yên tâm, tôi biết phải làm thế nào. Thưa quý vị, chào mừng đến với cuộc thi võ triệt quyền đạo. Cuộc thi lần này đã thu hút hơn 2.000 tuyển thủ trên khắp cả nước đăng ký tham dự. Sau vài ngày thi đấu vòng loại, 32 tuyển thủ đã được đi tiếp. Để đảm bảo tính nghiêm túc của cuộc thi, tất cả các tuyển thủ không có mặt đúng giờ thông báo sẽ được coi là tự động bỏ quyền thi đấu. Tại sao lại vậy chứ? Chúng tôi có nhận được thông báo đâu. Lừa đảo à? Chúng tôi muốn gặp Chủ tịch Dương, cho chúng tôi vào. Anh bạn, anh không sao chứ? Lo việc của mình đi. Đến ngay, không lẽ anh đánh bây giờ đấy. Các người làm gì đấy? Chủ tịch Dương. Anh bạn, tôi biết cậu đấy. Cậu tên là Trần Tinh đúng không? Sao vậy? Cậu cũng từ bỏ quyền thi đấu rồi. Các cậu không biết trân trọng cơ hội gì cả. Đáng tiếc quá đấy. Nói dối. Các người không hề thông báo gì cả. Không giữ thế làm gì? Chủ tịch Dương, tôi không đến để gây rắc rối. Tôi xin ông cho tôi cơ hội. Tôi rất cần cuộc thi này.
Trần Tinh, cậu là người thật thà. Nói thật nhé, tôi rất ngưỡng mộ cậu, nhưng cậu đã từ bỏ quyền thi, tôi cũng không thể giúp gì được. Chủ tịch Dương, ông không được đi. Chủ tịch Dương, đứng lại, thả cậu ta ra. Trần Tinh, nếu cậu đưa tiền cho chúng tôi sẽ cho cậu vào thẳng vòng sau luôn, đúng không nào? Đúng vậy. Nhưng cậu có tiền không? Đủ khố rách áo ôm. Đi ra ngoài với tôi nào. Cuộc đấu tiếp theo sẽ còn quyết liệt hơn. Các tuyển thủ là... Chuyện gì vậy? Tôi muốn gặp Chủ tịch Dương. Chủ tịch Dương, ông ở đâu? Tôi không muốn làm loạn gì cả. Nhưng nếu tôi không được thi đấu, tôi không còn mặt mũi nào về gặp cha tôi nữa. Chủ tịch Dương, tôi thật sự rất cần cuộc thi này. Cầu xin ông cho tôi cơ hội đi. Chủ tịch Dương. Trần Tinh, cậu điên à? Bảo vệ, bảo vệ, mau lôi cậu ta xuống. Đi thôi. Tôi không điên, tôi chỉ muốn thi đấu. Tại sao các người không cho tôi thi? Tại sao không thông báo cho tôi đến thi? Các người có biết không, năm tôi 8 tuổi tôi đã xem Tinh Võ Môn của Lý Tiểu Long, 9 tuổi đã giấu cha lén học triệt quyền đạo. Vì muốn luyện triệt quyền đạo giống Lý Tiểu Long, cha con tôi đã bất hòa mười mấy năm nay. Cha tôi mong tôi có thể tiếp quản Trần gia võ quán nhà chúng tôi, phát triển Trần gia quyền, bảo tồn gia nghiệp. Nhưng tôi không thể từ bỏ triệt quyền đạo. Lần này tôi lặn lội đường xá xa xôi đến đây, không vì thứ gì khác, chỉ muốn kiểm nghiệm xem triệt quyền đạo mà tôi tự học có đích thực là triệt quyền đạo không. Nhưng các người... Trần Tinh, cậu nói nghe rất cảm động, nhưng cậu nhìn đi, cậu hỏi mọi người ở dưới khán đài đi, tất cả các thí sinh chúng tôi cũng vì triệt quyền đạo cũng phải hy sinh như cậu vậy. Tôi rất thông cảm cho cậu, nhưng cậu có biết không, đây là trận đấu của tôi, cậu làm loạn như vậy làm sao thi được chứ. Người này điên rồi. Chủ nhiệm Trương, mau gọi cảnh sát đi. Trần Tinh, sau khi về quê tìm một công việc ổn định đi, đừng đi gây rối nữa, nghe rõ chưa? Lý Tiểu Long, anh nói mục đích luyện võ công không phải là để đập vỡ bàn gỗ và đá sỏi. Lý Tiểu Long, anh nói mục đích luyện triệt quyền đạo là để thay đổi tư duy và cách sống. Nhưng bây giờ đến thi đấu em cũng không được thi. Em thay đổi được gì đây? Thay đổi được gì đây? Nhìn xem, Trần Tinh đấy. Đi, ra chỗ cậu ấy đi. Này, các cậu đừng có gây chuyện đấy. Trần Tinh, các người là ai thế? Các người muốn đấu với tôi à? Lại đây. Đấu thì đấu. Các người muốn đánh tôi? Trần Tinh, tỉnh lại đi. Các người không phải Lý Tiểu Long. Biến đi cho tôi. Tôi muốn gặp Lý Tiểu Long. Tôi muốn nói chuyện với anh ấy. Tên này điên thật rồi. Loại người này chẳng có khí phách gì cả, chỉ vì muốn thi đấu mà phải cúi đầu trước Chủ tịch Dương, chẳng có chút tự tôn gì cả. Nói những cái này làm gì?
Giờ cậu ta có tỉnh táo đâu. Trương Bàn, đôi lúc tự tôn của con người không cần thiết lắm đâu. Vì mục đích nào đó, chúng ta ai cũng phải có lúc quên đi tự trọng của mình. Trần Tinh không phải người hâm mộ Lý Tiểu Long bình thường. Tôi rất ngưỡng mộ cá tính của cậu. Trần Tinh, nỗi hoang mang của cậu bây giờ cũng là hoang mang của tôi. Cho ly rượu nhé. Triệt quyền đạo, vô hình vô thức, giống như nước vậy. Rót nước vào cốc, nó sẽ có hình của cốc. Rót nước vào bình, nó sẽ mang hình của bình. Nước có thể tự do chảy trôi, có thể chiếm lĩnh tứ phương. Không, vì không có gì nên trong tất cả lại có mọi thứ. Nghĩa là gì? Các anh đừng nói vội. Chúng ta đều đang học triệt quyền đạo vô hình vô thức. Tại sao triệt quyền đạo lại vô hình vô thức? Lý Tiểu Long đang muốn nói gì vậy? Vô hình vô thức. Triệt quyền đạo mà chúng ta luyện đều không có một tiêu chuẩn nhất định. Đâu mới là triệt quyền đạo đích thực đây? Trần Tinh, cậu có biết không? Hỏi cậu ta làm gì chứ? Lương Hồ, sao bỗng dưng cậu lại nghĩ đến chuyện này? Đúng đấy. Thôi không nói nữa, mai còn phải thi đấu đấy. Đi, đi thôi. Lý Tiểu Long. Lý Tiểu Long, nói cho em biết đi, có phải em rất vô dụng? Có phải em là kẻ thất bại không? Em đúng là kẻ thất bại sao? Trần Tinh, lẽ nào anh muốn làm cái bóng của người khác sao? Tôi mua nhiều đồ ăn ngon lắm đây. Trần Tinh đâu? Anh ấy đi rồi. Anh ấy bảo em đưa cái này cho chị. An Nhiên, tôi đi đây. Tôi vốn không giỏi ăn nói, cũng không phải thông minh gì. Cả đời này học triệt quyền đạo, nhưng đến giờ cũng không biết thế nào là triệt quyền đạo đích thực. Cô từng nói mong tôi không giống như cha cô, mãi mãi chỉ làm cái bóng của người khác. Cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi. Tôi đã nghĩ cả đêm, sớm muộn gì tôi cũng phải đối diện sự thật. Họ không cho tôi cơ hội thi đấu, nhưng tôi sẽ không từ bỏ ước mơ của mình. Tôi hiểu cha cô. Làm Elvis Presley chính là sự nghiệp của ông ấy, cũng như triệt quyền đạo là mục tiêu cả đời của tôi. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu, nhưng tôi sẽ không theo đuổi nó mù quáng. Cô yên tâm, tôi sẽ không vì bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì mà trở nên yếu đuối. Bây giờ trong đầu tôi đang rất hỗn loạn. Cảm ơn cô những ngày qua đã quan tâm đến tôi. Mong cô giữ gìn sức khỏe, trân trọng người ở bên cạnh mình. Tôi đi đây. Cậu ấy đấy, đừng để cậu ấy đi. Đứng lại. Tôi không đến để đánh nhau. Trần Tinh, cậu chạy đi đâu vậy? Làm chúng tôi tìm mãi. Tôi không đến để đánh nhau. Đánh nhau gì chứ? Trần Tinh, cậu được phép thi rồi. Đúng vậy. Không thể nào. Trần Tinh, tôi nói cậu được thi thì cậu được phép thi. Đúng vậy, cậu được phép thi rồi. Nào nào, cậu nhìn kỹ đi. Chúng tôi đã bỏ không ít tâm huyết để thuê sàn này đấy. Tất cả dụng cụ ở đây đều phải bỏ tiền ra mua. Cậu phải thi đấu thật tốt đấy. Tôi đánh giá cậu rất cao. Cậu thử sàn đấu đi nào.
Tiểu Duyên, con nói Trần Tinh mới là đối thủ đích thực. Mẹ đã giúp con đưa cậu ta đến rồi. Hơn nữa, bất kể là phương pháp gì, mẹ nhất định giúp con giành chức quán quân. Cảm ơn các nhà báo. Tôi xin được tuyên bố 8 thí sinh đứng đầu cuộc thi võ triệt quyền đạo đã được quyết định. 8 thí sinh đứng đầu gồm Ngọc Diện La Sát Lương Hổ, Hoàng Tử Muay Thái Hùng Bưu, Đông Phương Hùng Sư Kim Lợi Duyên, Lý Tiểu Long Tứ Xuyên Trần Tinh, Mãnh Hổ Đông Bắc Trương Bàn, Côn Vương Trung Nguyên Tống Trường Giang, Quái Quyền Thủ Hoàng Lập Khắc và Hiệp Sĩ Vô Ảnh Đặng Tiểu Phi. Quý vị đang theo dõi trận đấu đầu tiên giành quyền vào bán kết giữa Mãnh Hổ Đông Bắc Trương Bàn và Quái Quyền Thủ Hoàng Lập Khắc. Trương Bàn giành chiến thắng. Trận đấu thứ hai, Ngọc Diện La Sát Lương Hổ đấu với Hoàng Tử Muay Thái Hùng Bưu. Lương Hổ đã giành chiến thắng. An Niên, mẹ con rất thích bài hát này. Con không thích, đi đi. Được được, không hát. Không hát nữa. Xem TV vậy. Quý vị đang theo dõi trận đấu thứ 3 giành quyền vào bán kết giữa Đông Phương Hùng Sư Kim Lợi Duyên và Côn Vương Trung Nguyên Tống Trường Giang. Kim Lợi Xuyên đã chiến thắng. Trận đấu cuối, Lý Tiểu Long Tứ Xuyên Trần Tinh đấu với Hiệp Sĩ Vô Ảnh Đặng Tiểu Phi. An Nhiên, có phải Trần Tinh đấy không? An Nhiên, Trần Tinh thật đấy. Con mau lại xem này. Nào nào, vào sân xem đi. Nào nào. Trần sư phụ, bán một võ quán lâu đời như vậy, ông không hối hận chứ? Nói thật với ông, tôi bán cơ nghiệp của tổ tiên cũng là vì con tôi không chịu lạc hậu. Ông nhìn tôi xem, chỉ là võ phu, lại không biết làm ăn. Về chuyện giá cả, ông cứ ra giá đi. Có việc gì thế? Ta đang bàn chuyện quan trọng. Cháu nói gì thế? Đợi đã. Xin lỗi anh, tôi phải đi với nó xem thế nào. Chuyện bán nhà hôm khác nói tiếp nhé. Trần sư phụ, Trần sư phụ, lại đây. Chuyện gì vậy? Trần Tinh lên TV rồi. Anh Tinh cố lên. Anh Tinh cố lên. Trần sư phụ, ngồi xuống xem đi đã. Thủ cha con không quá một đêm.
Thua chắc rồi, xem làm gì chứ? Cứ xem đi đã. Người thắng trận cuối là Trần Tinh. Hay quá. Trần sư phụ, chúc mừng nhé. Được rồi, đi thôi. Trần Tinh, chúc mừng nhé. Cảm ơn. Trang phục của cậu rách rồi. Mai mặc bộ này đến họp báo nhé. Không cần đâu, cảm ơn. Chủ tịch Dương, Kim phu nhân gọi ạ. Kim phu nhân, tôi đã sắp xếp xong các cặp đấu bán kết rồi. Bà cứ yên tâm, Trương Bàn chắc chắn thắng được Trần Tinh. Kim thiếu gia nhất định sẽ giành được chức quán quân. Tôi tuyên bố đây là 4 tuyển thủ xuất sắc nhất của cuộc thi võ triệt quyền đạo. Nhân đây, tôi xin gửi lời cảm ơn đến những người đã giúp đỡ chúng tôi. Cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt thành của các bạn. Tôi tin chắc cuộc thi này sẽ thành công rực rỡ. Xin cảm ơn. Sau khi rút thăm một cách nghiêm túc, các đối thủ của hai trận đã được quyết định, chính là Đông Phương Hùng Sư Kim Lợi Xuyên đối với Ngọc Diện La Sát Lương Hổ, Bánh Hổ Đông Bắc Trương Bàn đấu với Lý Tiểu Long Tứ Xuyên Trần Tinh. Cũng như triết học võ thuật của Lý Tiểu Long đang ảnh hưởng đến sự phát triển của thế giới võ thuật ngày nay, hôm nay chúng tôi hy vọng các tuyển thủ thông qua cuộc thi triệt quyền đạo này có thể viết nên câu chuyện võ thuật của mình. Các khán giả thân mến, những cuộc đấu hồi hộp, gay cấn và quyết liệt sắp bắt đầu. Người đầu tiên bước lên võ đài là Ngọc Diện La Sát Lương Hổ. Trong ngôn của anh là võ công quyết định tư duy, võ công thay đổi cuộc đời. Bây giờ là sự xuất hiện của thí sinh nổi danh nhất cuộc thi, Đông Phương Hùng Sư Kim Lợi Xuyên. Xuyên thắng rồi. Anh là người đầu tiên giành quyền vào chung kết. Chúng ta cùng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng Kim Lợi Xuyên. Tiếp theo là trận đấu giữa Mãnh Hổ Đông Bắc Trương Bàn và đối thủ Lý Tiểu Long Tứ Xuyên Trần Tinh. Mục đích tham gia cuộc thi của Trần Tinh chính là tìm kiếm ý nghĩa thực sự của triệt quyền đạo.
Trần Tinh cố lên. Trần Tinh thắng rồi. Trần Tinh đã giành chiến thắng. Trần Tinh đã giành chiến thắng. Anh sẽ đối đầu với Kim Lợi Xuyên trong trận đấu chung kết. Trần sư phụ, ông kích động quá đấy, suýt đánh trúng bọn tôi đấy. Xin lỗi nhé, xin lỗi. Xem tiếp nào, xem tiếp nào. Ngồi đi. An Nhiên, anh làm sao vậy? Ngồi đi. Cô đến đây làm gì? Tôi lo người ta đánh chết anh, nên mang cho anh ít thuốc trị thương đây. Tốt lắm đấy, tôi có rồi. Đây là dược thuốc cổ truyền của Trần gia đấy, tốt hơn của cô nhiều. Gì chứ, hồi chết đi được. Đối thủ tiếp theo là Kim Lợi Xuyên. Anh có chắc thắng không? Nhất định tôi sẽ thắng. An Nhiên, cô vẫn chưa nói. Sao cô lại đến thăm tôi? Thăm anh á? Anh đẹp trai lắm sao? Tôi đến xem thi đấu, có phải đến xem anh đâu. Cũng đúng. Bánh nướng kìa. Không phải cô vừa mới ăn tối sao? Lại đói rồi à? Cha tôi thích ăn bánh nướng. Ông chủ, cho hai cái. Được được, đợi một lát. An Nhiên, cha cô thích ăn thì mua thêm nữa đi. Được. Loại này thêm một cái, loại này thêm hai cái. Vâng, ông chủ, chọn cái ngon ý. Vâng. Cảm ơn, gửi anh. Cảm ơn cô, hai người đi nhé. An Nhiên tránh ra. Trần Tinh, đừng để nó thoát. Trần Tinh, dừng tay. Cứu với. Cứu với. Trần Tinh, mau lên, chạy đi. Đứng lại. Trần Tinh, thận. Trần Tinh. Trần Tinh, anh không sao chứ? Chạy mau, dậy đi nào. Trần Tinh, anh có sao không? Đừng nói nữa, đưa cậu ấy đi khỏi đây đã. Anh là Lý Tiểu Long. 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 Đừng quá kích động. Cẩn thận vết thương đấy. Nào. Vô gì?
Vô sỉ, quá vô liêm sỉ. Sao mẹ lại sai người hãm hại Trần Tinh? Mẹ làm như vậy chỉ vì muốn tốt cho con. Con không cần mẹ tốt với con kiểu đó. Mẹ có biết đối với người luyện võ, điều gì quan trọng nhất không? Là tinh thần võ đạo, là võ đạo đấy. Mẹ không cần biết tinh thần võ đạo gì hết. Mẹ chỉ biết con là con trai mẹ. Mẹ có quyền bảo vệ con. Con lớn thế này rồi, không cần mẹ bảo vệ. Quyền lợi gì chứ? Mẹ có quyền gì mà ngăn cản con thi đấu với Trần Tinh? Từ nhỏ đến lớn, mẹ sắp xếp tất cả cho con, không muốn làm con rối của mẹ nữa. Chuyện gì cũng nói là vì con, thực ra đều là giả hết. Tiểu Xuyên, con chỉ biết chìm đắm trong triệt quyền đạo. Con có biết mẹ lo lắng thế nào không? Con nói muốn tham gia thi đấu, mẹ liền nghĩ cách chiều theo ý của con. Mẹ làm thế để làm gì chứ? Đều là vì muốn con dễ dàng giành chức quán quân, làm người chiến thắng. Trần Tinh, lần này cậu bị thương rất nặng, ít nhất phải 1 tháng mới hồi phục hoàn toàn. Trần Tinh, anh bị thương nặng như vậy, tôi thấy hay là thôi đi. Lý Tiểu Long không bao giờ bỏ cuộc. Triệt quyền đạo của Lý Tiểu Long đã mở ra kỷ nguyên mới cho võ thuật Trung Quốc. Cuộc thi triệt quyền đạo sắp đến hồi kết thúc. Các bạn thân mến, hãy cùng nhiệt liệt vỗ tay chào mừng hai tuyển thủ của chúng ta bước ra lễ đài. Xin mời Lý Tiểu Long, Tứ Xuyên, Trần Tinh. Đang tiến ra lễ đài là Đông Phương Hùng Sư, Kim Lợi Xuyên. Các bạn, trận chung kết sắp bắt đầu. Đợi đã, đợi đã. Trần Tinh, xin lỗi nhé. Xin lỗi mọi người, vì lý do đặc biệt, trận đấu giữa tôi và Trần Tinh đã bị hủy. Mong mọi người thứ lỗi. Chuyện gì vậy? Làm đúng lắm. Tại sao vậy? Giống Lý Tiểu Long, hình như đầu Trần Tinh bị thương. Trần Tinh, cậu tĩnh dưỡng đi. 1 tháng nữa, đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng đấu một trận đàng hoàng. Kim thiếu gia, cậu làm gì vậy? Cơ hội tốt thế này, tôi không thèm làm một quán quân giả. Sao lại bỏ đi như vậy? Bác sĩ Lưu, bác nói bác là đồ đệ của Lý Tiểu Long, nhưng hôm bác cứu cháu, bác dùng thái cực quyền mà. Sao bác không dùng triệt quyền đạo do Lý Tiểu Long dạy? Lý Tiểu Long dạy chúng ta không chỉ có triệt quyền đạo. Cậu đọc hai câu này đi. Thành tâm phát triển tiềm năng, hoàn thiện bản thân. Lý Tiểu Long khi còn sống đã để lại cho ta hai câu này. Đây chính là tinh thần đích thực của triệt quyền đạo. Cháu không hiểu. Lý Tiểu Long bảo ta, trọng tâm của triệt quyền đạo không chỉ đơn giản là học chiêu thức của một loại võ công. Triệt quyền đạo thực chất là giúp ta phát triển sở trường và thế mạnh của bản thân, dựa vào thể chất, tâm tính, sở trường và sở đoản của mỗi người, sáng tạo ra môn võ thuộc về từng cá nhân một. Võ của Lý Tiểu Long là triệt quyền đạo của anh ấy. Còn võ công của ta là triệt quyền đạo của riêng ta. Cho nên bác lựa chọn học thái cực quyền. Không, sai rồi. Ta lựa chọn là một bác sĩ nhân tâm nhân thuật. Đó mới là triệt quyền đạo của ta. Nói như vậy, triệt quyền đạo không chỉ đơn giản là một môn võ. Triệt quyền đạo là một môn triết học phi thường, là môn khoa học dạy cách làm người, cũng là lý luận của đời người, cùng tồn tại với vạn vật trong trời đất, cũng giống như biểu trưng của nó. Lấy cái vô pháp làm hữu pháp, lấy cái vô hạn làm hữu hạn.
Trần Tinh, trời có tứ khí, âm dương phong vũ, quyền có tứ lý, nhu khí cương lực. Trần gia quyền của chúng ta trọng ý khí hợp nhất. Có ý niệm sẽ có khí, có khí sẽ có quyền sẽ có lực. Khí nhanh như hơi, lực mạnh như sơn. Con hãy nhớ lấy. Lần này chúng ta thi đấu không phải để phân định thắng thua, mà là để kiểm nghiệm kiến thức và sự lĩnh hội của chúng ta với triệt quyền đạo. Trần Tinh, tôi biết cậu là đối thủ mạnh nhất của tôi, nhưng tôi tin tôi mạnh hơn cậu. Yeah.
Lý Tiểu Long chưa bao giờ từ bỏ, tôi cũng sẽ không từ bỏ. Đây là nơi nào? Tôi đang ở đâu? Trong tim cậu. Trong tim mình ư? Lý Tiểu Long, nhìn xem. Tôi không bảo cậu nhìn ngón tay tôi. Cậu nhìn ánh trăng trên trời kia. Nhìn đi. Đúng vậy. Nếu như cậu chỉ chú ý đến ngón tay tôi, làm sao có thể nhìn thấy ánh trăng lung linh kia? Cũng như vậy, nếu cậu chỉ chú ý đến bất chước ngoại hình, dáng dấp và động tác của tôi, làm sao có thể lĩnh hội ý nghĩa thực sự của triệt quyền đạo chứ? Ý nghĩa thực sự của triệt quyền đạo. Ý nghĩa thực sự của triệt quyền đạo. Trần Tinh, cậu đã dùng đến sức mạnh lớn nhất của mình chưa? Sức mạnh lớn nhất của tôi ư? Đúng vậy. Dũ bỏ vẻ ngoài của người khác, vận dụng bản năng của chính mình, cơ thể và tâm hợp nhất, chính là sức mạnh lớn nhất của cậu. Dũ bỏ vẻ ngoài của người khác, vận dụng bản năng của chính mình, cơ thể và tâm hợp nhất, chính là sức mạnh lớn nhất của bản thân. Trần Tinh, lại quyền gì vậy? Triệt quyền đạo có chiêu này sao? Đây là chiêu đại bàng tung cánh của Trần Gia Quyền. Cha tôi bắt tôi học từ nhỏ. Giữ bỏ vẻ ngoài của người khác, vận dụng bản năng và sở trường của chính mình, cơ thể và tâm hợp nhất, đây mới là triệt quyền đạo của tôi. Long du tiện thủy, môn tiên tiến hổ, tập phong kình thảo, vận chuyển càn khôn. Như phong tự bế. Cậu nhìn gì vậy? Nhìn xem. Tôi không bảo cậu nhìn ngón tay tôi, mà là nhìn ánh trăng trên trời. Nhìn đi. Đúng vậy. Nếu như cậu chỉ chú ý đến ngón tay tôi, làm sao có thể nhìn thấy ánh trăng lung linh kia? Cũng như vậy, nếu cậu chỉ chú ý đến bắt chước ngoại hình, dáng dấp và động tác của tôi, làm sao có thể lĩnh hội ý nghĩa thực sự của triệt quyền đạo chứ?